Alo, em nhận được chim rồi à? Ôi ôi, nhá. nhìn thấy chim Vâng, quay, nhưng nhìn thấy mở chim ra xem, chưa dở chưa ra. mở ra Nhanh, xem. Vừa mới nhận ở bến xe về đấy. nhanh phết nhở. Vâng, Bây giờ anh lại đang gửi hai cặp xuống chỗ Yên Nghĩa Hà Nội. à đấy ạ. Vâng, thế Thôi được là rồi, cứ về nhẹ nhàng thôi nha, đừng các để bạn cứ thân giật mến, mình hôm cho nay ăn mình xong đang lên làm thủ lễ tục tiêu, cho để đặc biệt là chuyển đừng cho uống chim nước, cho đừng cho một khóc luôn khách nhá. hàng. Vâng, Khóc phải mai anh ấy là ở bến xe Yên vâng, Nghĩa, nhưng mà và sau số điện này mà thoại là quen rồi thì ăn thóc thì không chín bảy chiếm tư 70% 034 khẩu phần. 636. À thế ạ. Qua cái giao dịch Vâng, đấy thì anh nhưng ấy mà thóc là phải sẽ đây chuyển ấy cho trả sạch mình tí nhá. là Trả bằng cách bảy trăm làm như thế nghìn nào anh? cho vào cái và tay áo hay cho vào cái ống quần cũ ấy, cho vào đấy đập cái sạch dịch đi, vụ xong là bắt chuyển từ đầu nhà xe sẽ đãi có sạch xe thì, ôm mà đến nếu mà tận không đưa đập tận được tay thì cho anh ấy, và phải anh chỉ thanh làm nào toán cho bảy nó trăm sạch, còn nghìn nếu mà bên bên đãi chịu sạch chuyển để cước giao tận khô tay. xong cho vào Thì trong đôi chim anh ấy cái đặt là hộp đôi sữa hay chim cái gì đấy cho ăn dần. Vâng, mình à thế ạ. Làm như kiểu mình và ăn một ấy. cái thùng Vâng, mì tôm như thế à này. thế ạ. Thế cứ đập thôi, lấy cây đập hay mình tự lấy đập Không, như nào? lấy cái chày gỗ hoặc lấy cái cán gỗ thì mình đập cho nó tự nó chà vào nhau, nó cò kè xong nó gãy, nó những cái bao bia, những cái hạt mạt thì nó sạch đi, xong mình thổi đi, nếu mà không muốn dính nước thì mình làm thế cũng được. Đây Vâng, mình sờ hạt lúa nó là cảm đôi thấy nhẵn chim nhụi, không rát, mà không nhọn, không chọc gì là mua, được. Vâng mình vâng sẽ nhá. Vâng, giấu cảm vào ơn đây anh. và cho vào đây Bây giờ phải giao một ngoài lửa. xe. Đấy, thì chim đóng vào Alo anh đây. à, em hỏi anh cái, bây giờ em ở chỗ Hà Đông mà, thì bây giờ anh bán một đôi cua gáy bố mẹ phấn hồng một giọng thổ nó bao nhiêu đây? Giọng Tôi thổ thì ông chuẩn rồi, đôi là mình mua về tự bón hay là nó đã biết chỗ rồi? anh có thể Nó thấy biết chỗ đây ăn rồi thì là bao nhiêu? mấy 2 chú chim 600 á? Anh ngon, gửi xuống Hà Đông cho em được thanh toán tầm tiền được 5 không? ngày tuổi. Được, nhận em chim ngay chỗ thì Bana. nhận chim thì thanh nhiều hơn là toán, mua nhưng mà tầm bây 5 ngày giờ tuổi mình gửi xe thì đến Mỹ khéo Đình, léo cậu ra thì đến Mỹ sợ lắm. Đình cậu nhận hàng Có đúng không? xe nào xuống bến xe Hà Đông Yên Nghĩa, Thì em ngay cậu chỗ Yên Nghĩa mà. cũng phải đảm bảo. Đến nhà mình đi từ Mỹ Đình cho tiện, nếu mà từ đây xuống Mỹ Đình, từ Mỹ Đình đến chỗ cậu là bao nhiêu cây cây nữa? Hơn chục Và đặc cây. biệt là bón cẩn thận không Cây bị nếu mà xe ôm thì rách nó mất rêu bục khoảng 50 rêu, nghìn nữa. không được cho ăn no Ồ. quá, bữa Bây giờ như giờ này nhá. không được chọc vào cổ họng. Dạ. Nhưng mà bạn Cậu mua là một là cứ cậu là phải đến Mỹ Đình cậu lấy, nếu không thì mình sẽ chú có người đi mới tí giao hí hàng mở mắt từ Mỹ Đình đến tận nơi cho cậu. thì Cả sẽ là gửi anh 650 sau nuôi vết này mổ chúng bố sẽ mẹ rất phấn hồng thuần, nhá. Có loại phấn hồng chúng không? sẽ Bố mẹ cả coi như mình đây. như cha mẹ. Thì Bên mình thì trên cung thôi cấp đấy, thì trong chim 650 thì mình đa phần là phải đâu thì mình chim hỗ trợ. bố mẹ chuẩn, Rồi rồi, thổ ok. thổ diều, thổ đặc, Thì đầu bảo đặc. cho thông tin đi. Em ở Chúng ngay là cho ngã ba ba chim la ấy. cú pháp ấp Anh đến đấy anh gọi là em ra. và mang Bây ra giờ chuyển thì nhờ khoảng các em bé ở địa tầm phương nuôi trưa bộ, trưa là nhận được hoặc đấy. là mình có người nuôi Rồi rồi, thế anh chuyển cho em đi. thì chim của Rồi mình rồi. rất là thuần. Hôm nào em qua cho anh Còn những chơi, con em xem con nào nào mà bẫy được thu em hoặc làm bố con mẹ nữa. nuôi thì Thế mình cũng để hôm nào cho đến đây khuôn chơi viên cậu. rất là Rồi rồi rồi. Em từ trên này em thỉnh thoảng em vẫn đi qua đấy, nhưng mà thân toàn đi quen công với việc. người. Em Thì biết thì chỗ mình chim có anh lâu rồi, nhưng thể mà đấy, anh cứ để một cho sáu em một ba đôi non non để em là mua hộ mua để làm mười kỷ cây niệm à, nhá. mười cây à. Để được Nó sở từ hữu chú chim ngay non ngay bến xe Yên Nghĩa, nếu mà anh có xe Yên tự Nghĩa thì tiện bón, nhất, thì em ra đấy gần hoặc không cũng là à. các bạn có thể Bến vào xe các Yên Nghĩa, mình trên này, mình trên bao bì này thì có xe Zalo hoặc số điện 74 thoại nó đi trên qua. Facebook là Mình chim xe cú gáy hay, 74, mình gửi xe bít xe 74. kênh Xe bít YouTube 74 chim cú à? gáy hay. Không, không có cái xe nào mà Bên Yên mình Nghĩa, thì giao nếu mà mai gửi hàng cho em được, nó gửi Yên Nghĩa thì em chạy ra em đấy là miền gần Bắc nhất. Ôi, chả cần và ấy, cả trong anh miền em Nam. làm gì cũng hỗ trợ nhau, nhưng mà Khi thôi hỗ trợ mà 100 đi, tại vì mình nơi mà có anh xa em nó giao hàng thì ở tờ đấy, nó bên các chỉ bạn khoản mà giao nhận tận tay cho chim bạn cậu không thôi, nên sợ nó lấy của cho mình. ăn Từ thấp đây mình và gửi cho xuống đấy nó ăn mất thức 50 ăn nghìn mềm rồi, mà bọn anh em cho người ta uống xử nước lý nó phải lấy phần trăm nữa. thì Thì chim thôi thì cũng dần mình dần nó cho 50.000, còn cậu thì 100, thích mà gửi anh nghi, em 700 chẵn cho nó chặt chặt đi đường nước và dài thì mệt ôm. đói thì không được ăn Cứ tầm thóc. 700 gì. Rồi rồi đấy, anh em Ừ. Thóc anh thì dần dần cứ thổ anh cứ làm hóa cho em một đôi để em và có thể cho ăn nói cả thẳng ra là những cứ con làm cho cỏ em tốt đôi nhất, ngon ngon để em cho biếu, nhà ăn em có chim nhưng mà em các bạn pha nó đám cũng nó cỏ không được với hay, em nước không dám cùng biếu.
Đấy, nước rồi thế sôi cậu ơi thì có duyên 60 độ, đấy, lần này đôi hơi bị nước sôi tấm lên cường 60 độ mà phải. chuẩn phổ luôn nên là cậu biếu chắc chắn Họ có thể chuyển đấy. Đấy tiền là em, vào số đây tài là khoản chỗ anh em của cùng mình chơi thì em theo bảo nếu mà lấy được phần sau em phải lấy 220 hộ nhé. 205 156 681, hoặc là các bạn có thể em ít thì nó đi nhanh lắm xuống dưới đấy sẽ ôm nếu các nó bạn vào luôn, không mình có người tỉnh nhà làm sẽ ôm thì các bạn có thể rồi nhận phim rồi mới giao tiền cũng đấy, được. Cứ đưa cho Các bạn ở cậu xa thì chắc là phải chuyển khoản bên dịch rồi rồi hoặc là lập rồi giờ thì thẻ chưa có phim gì. Cứ thì bây giờ thẻ 10 giờ thoại 16 rồi thì gửi nếu mã mà thẻ điện nhanh thoại nhất cũng thì phải tầm chắc ở là trên phải đây tầm mình 2 chia tiếng sẻ nữa, một còn chút nếu không về thì chủ đề chi mua gáy đầu giờ chiều cũng được để để cái cho này thôi các giờ bạn có chiều thể cũng được. Ok nhìn thấy được một con đấy nhá. Chim cho riêng mình và đúc ra một con chim rất là thuần, làm sao mà để yên tay mà chúng có thể bổ. Thì cái chim này thì các bạn không nên để lạnh quá. Bây giờ xin phép mình cho vào để mình u. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong video tiếp theo. Hãy đăng ký và comment để mình phục vụ tốt hơn. Thân ái chào tạm biệt.